Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở anh chị em, hôm nay cha chia sẻ một điều. Từ mấy tháng nay, cộng đoàn chúng ta dâng lễ ngoài trời vào tối thứ bảy cuối tuần. Nhiều người tham dự, chỉ có vài người có số ít là các cụ cao niên thì ở nhà dự lễ qua TV. Bởi đó từ nay trở đi chúng ta không còn dâng lễ như thế này nữa, tức là trên online. Cha hết lòng cảm ơn các anh chị em rất nhiệt tình phục vụ cho giáo xứ, cho cộng đoàn trong các thánh lễ như thế này. Một lần nữa, nguyện xin Chúa thương chúc lành cho anh chị em tâm hồn bình an, sức khỏe tốt, và mọi sự được an lành. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên bạo tàn, phá hủy. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Ngài. Ôi lạy Chúa, đấng con tôn thờ, từ rạng đông con đi tìm kim Chúa, tấm thân này mòn mỏi trông chờ và hồn con hằng khao khát Ngài, như đất hoang khô cằn hằng mong nước nguồn. Mong đường đến ngắm tôn nhan Ngài ở thành đô cung điện vinh sáng, thấy uy lực của Chúa hiền trì, bởi tình Ngài trọng hơn sinh mạng, con hát lên ca ngợi tình thương Chúa trời. Suốt đời mãi hát ca chúc tụng và hằng luôn kêu cầu danh Chúa, thỏa nỗi lòng như đã dư tiệc và miệng môi rộn rát mừng, con hát lên ca ngợi tình Chúa hai hà. Con được Chúa đói thương hô phù, được tựa nương bên Ngài hôm sớm, cho tâm tình con liên kết với Ngài, quyền lực Ngài vượt trên các thần, luôn mãi đưa tay phù trì con suốt đời. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi nguyện nhủ anh em hãy hiến thân làm của lễ sống động,
thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm, thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa. Cái gì tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng chị em. Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, linh lãnh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy. Ngươi sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can giáng người rằng: Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Thầy. Con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Bây giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi mà vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đánh mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người. Và bây giờ người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Thầy. Anh chị em thân mến, ở đời ai cũng thích ăn ngon, mặc đẹp, ngồi mát, ăn bát vàng, nhà cao cửa rộng, có người hầu như một ông vua, như một bà chủ đại gia. Nhưng một khi gặp biến cố đơn sơ nhỏ nhoi, không chịu được, trái lại
có người nghèo mà họ dễ thích ứng, dễ chấp nhận mọi hoàn cảnh, mọi trạng huống xung quanh mình. Chúa nói, người giàu khó vào nước thiên đàng hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Muốn được lãnh nhận hạnh phúc vĩnh cửu, người Kitô hữu phải bỏ mình và nhiều thứ và mang 10 điều răn của Chúa. Số 1, tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản bằng lối sống tâm linh là lời hằng sống. Nói cách khác là đi con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua, tức là từ bỏ chính mình và vác thánh giá theo Chúa. Tôi kể câu chuyện, một buổi tịnh tâm nọ, cha giảng phòng hỏi, ai trong này đã vác thánh giá? Nhiều người đưa tay, phần đông các bà. Cha hỏi một chị có thể cho biết thánh giá như thế nào và nặng bao nhiêu kilo không? Đáp, dạ. Chị chỉ tay người ngồi bên cạnh và nói, thưa cha, đây là thánh giá của con. Con vác 36 năm nay rồi. Thì ra, ông ấy là chồng chị. Thưa cha, sáng nào con cũng làm cà phê cho anh. Anh nói pha với sữa tươi. Con pha sữa ông thọ, anh không chịu. Anh nói sữa nguyên chất mới thơm, mới ngon. Thưa cha, bởi người ta nói, thương chồng nấu cháo la la, nấu canh bông bí, nấu chè hột sen. Vì thương quá, nên có khi con chạy ra Long Thành mua sữa bò nước. Anh lắc đầu, nhưng cũng có một câu an ủi là vậy cũng tạm được. Con phục vụ anh cơm bưng nước rót, đưa từng miệng như hầu người bệnh. Cha nói, thánh giá cũng hơi nặng đó. Anh ấy nói theo, cha nhìn hai tay vợ con, đeo hai cục nặng kéo xệ hai vành tai. Cổ thì đeo một sợi dây, thưa cha, 3 lượng. Hai tay 2 sợi, mỗi sợi 1 lượng. Còn để ở nhà nữa, con là người vác thánh giá mỗi ngày 10 tiếng, đổ cả mồ hôi hột. Nói thì vậy, nhưng đang mùa chay, vợ chồng con cũng tập bỏ từ từ các tính xấu. Anh chị em, những tính hư tật xấu, những đòi hỏi theo sở thích, những đam mê vô bổ, sống theo ý mình, vô tình làm tổn thương tinh thần, sức khỏe người khác. Từ bỏ tính mê đi hai hàng, ăn cơm 2-3 nhà, thích ăn phở hàng xóm. Sự từ bỏ nào cũng đòi hỏi hy sinh, cần có luyện tập hầu mỗi ngày tâm hồn sống thánh thiện hơn, giống thiên thần hơn và giống Thiên Chúa hơn. Thánh Augustino từ bỏ đời sống xa hoa để được lại là một giáo mục thánh thiện trong giáo hội. Thánh Maximilian Kolbe từ bỏ mạng sống mình, chết thay cho người tù, được lại chính Chúa là nguồn gia nghiệp. Mỗi người chúng ta có những cái để từ bỏ, như từ bỏ cái tôi, cái cao ngạo, ích kỷ riêng mình, gột rửa những dơ bẩn trong tâm hồn, trên môi miệng. Chúng ta có thể nhìn thấy những đối diện
nhưng không nhìn thấy trong lòng chúng ta. Sống dáng vẻ bên ngoài như một biệt phái hay như những người Pharisêu, Chúa Giêsu nói: các ngươi rửa chén, rửa bên ngoài chén dĩa, nhưng bên trong các ngươi đầy gian tham và dơ bẩn. Hãy rửa bên trong chén dĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Trên nỗi đau của từ bỏ, chúng ta thấy có ý nghĩa ngọt ngào của hy sinh. Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm của thiên đàng. Có hy sinh mới có lãnh nhận. Bethlehem nói, khi hy sinh dâng lên cao, thì hồng ân đổ xuống nhiều. Tóm lại, xin Thiên Chúa thêm ơn cho chúng ta để mỗi ngày sống, mỗi khi tỉnh giấc, chúng ta nhìn lại chính mình, soi từng đáy lòng mình mà cân chỉnh cuộc đời và bớt đi những tín tham, những tật xấu, những tội lỗi. Biết giữ 10 giới răn Chúa là gia sản sự sống đời đời. Amen. Chúng ta đứng. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quân phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, như bế như Đức Chúa Cha, và Người sẽ đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống, Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiên, tôn giáo và tôn truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội, tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã chọn cái chết trên thánh giá để ban cho nhân loại ơn cứu độ và mời gọi chúng ta vác thánh giá theo Ngài để tìm được sự sống đời đời. Với quyết tâm bước theo Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin. Chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hàng giáo sĩ, tu sĩ, phó tế được tràn đầy ơn Thánh Chúa, được sự khôn ngoan, tâm hồn thánh thiện để hướng dẫn giáo hội và mở mang nước Chúa. Lạy Chúa,
chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu xin cho mỗi người chúng con biết từ bỏ chính mình và hy sinh chấp nhận những thử thách Chúa gửi đến để xứng đáng được làm môn đệ Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con nguyện xin Chúa thương ban cho giáo hội thêm nhiều linh mục, tu sĩ để đem tin mừng của Chúa đến cho muôn dân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng con cầu xin Chúa cho những linh hồn nguội lạnh, những người sống xa rời Chúa, sớm nhận ra tình thương của Chúa, biết sống kết hợp mật thiết với Chúa trong bí tích thánh thể. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, nhân dịp bổn mạng lần thứ hai của đoàn giới trẻ Augustino, chúng con tạ ơn Chúa đã quy tụ giới trẻ trong cộng đoàn lại thành một tập thể trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành cùng với đoàn giới trẻ, giúp các anh chị em trong đoàn ngày càng lớn mạnh trong đức tin, biết quan tâm, chia sẻ với nhau và luôn sống trong tinh thần yêu thương phục vụ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu xin cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu đã ra đi. Ý chỉ các gia đình xin cầu nguyện hôm nay, xin Chúa sớm đưa tất cả về hưởng nhan thánh Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong thinh lặng xin cộng đoàn dâng lên Chúa những nguyện ước riêng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa thương xót cho đại dịch chống qua, cho có thuốc vaccine, cho nước Mỹ được an bình, chấm dứt bạo loạn, hết cháy rừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha để ca tụng tôn
Thiên Chúa, uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết những thần phong sư Chúa và sung hòa thuần thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thân chúng con cùng nhau chia sẻ, thúc đẩy chúng con nên y hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ của khổ nàng xin ơn cứu độ của con Chúa, toàn thế giới đã nhận biết phải tuyên xưng uy linh Chúa, và nhờ quyền lực khôn tả của thập giá để thế gian đã bị xá xử, và quyền năng của Chúa chịu đóng đinh được thỏa sáng. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi cân nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhang và phong sư Chúa. Chúng con tha thiết là xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, được kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tùng Giám mục Khôsê, các Đức Giám mục phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi, tớ Chúa là đầm mình mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho cả chết như con Chúa thì cũng được sống lại với người, và xin Chúa thương cho các linh hồn cây chị một con riêng lệ hôm nay. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được và hưởng ân sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được cai ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúng cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sung được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con ngự đến. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa nên muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thân y Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Nào ai, ai muốn theo ta, hãy mau từ bỏ chính mình. Nào ai, ai muốn theo ta, ngày đêm chiều thầm tư giá. Vì ai ham sống vinh hoa, kiếp sâu thiệt mạng chính mình. Còn ai hiến dâng thân mình, vì danh ta sẽ sống muôn đời. Lạy Chúa soi sáng tâm can, để con tìm lại chính mình. Đừng nên giao dâng Chúa hơn, và con đồng dạng với Chúa. Ngày qua con sống bon chen, hám danh chúc lời chứng quyền. Ngài ơi dung con mọi người, nguyện hy sinh sống quên thân mình. Con mang trên vai đầy thầm tự giá, xin luôn đi theo con đường của Chúa. Nguyện trọn đời con sống luôn che khuôn tương lai, đời con chẳng nhìn thấy Chúa. Lạy Chúa soi sáng cho con, biết đâu là hạnh phúc thật, để con biết quên thân mình và chung kiên bước đi theo Ngài. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bản thân để nuôi dưỡng và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết từng dùng những hồng ân này, hầu đang được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi. Người hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em lên đường bình an. Bye.